chim này là một năm mới có một lần, và những cái con chim ưu thước này là những cái gọi loại quả đen đó, cắn đuôi nối đuôi nhau bắt thành một cái nhịp cầu để cho hai người để cho ngưu lang và chức nữ gặp nhau trùng phùng nhau trong cái giai đoạn đó, vào ngày tháng năm đó. Quá tuyệt vời đó, cho nên đây là một cái loại chim để tạo cái nhịp cầu cho ngưu lang và chức nữ. Hôm nay Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy của chúng ta muốn nhắc lại cái điển tích này, có nghĩa là giữa mình và Thầy có một cái nhân duyên hết sức là to lớn, hết sức là quý báu. Mà hôm nay được Đức Thầy của chúng ta trở lại đây, được một cái nhịp cầu đó là coi như là chim ô, là tượng trưng cho một cái con chim nhân duyên, tạo một cái sắc lệnh, cái sứ mạng đem đến cho quần xanh, cho tín đồ, là ám chỉ ám chỉ cho phái hệ Bửu Sơn Kỳ Hương, tức là sắc lệnh của Đức Phật Thầy Tây An. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, Châu Phú thân ái kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hiện giờ là Châu Phú cùng với đoàn đi lên trên ngọn núi Ông Két này. Và đặc biệt sau lưng của Châu Phú là có một chú chim ô, chim đại bàng lớn lắm quý vị. Thì hôm nay Châu Phú đồng hành cùng với sư huynh Thanh Hòa, cùng với sư huynh Thiện Nghĩa, cùng với chú Ba và anh Sư Đu quý vị, cùng với một vị đồng đạo đang đứng kế bên Châu Phú, mà Châu Phú quên tên hoài. Tên gì? Căng phải không? Thì kính thưa quý vị, Châu Phú đang đứng ở đây thì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang nằm nữa vị. Ở phía sau Châu Phú thì ông anh Sư Đu đã nói cái cảnh này y gan như là cái cảnh Đức Phật nhập Niết Bàn ở bên Ấn Độ vị. Nên Châu Phú thấy cái cảnh có chim ô đứng kế bên Đức Phật nhập Niết Bàn nữa, thì Châu Phú chợt nhớ đến cái câu là chim ô đà dựa cầu ngân, người xưa chở gót mấy lần hay hay. Nên Châu Phú sẽ nhờ sư huynh Thiện Nghĩa ngâm cái bài đó, và sư huynh Thanh Hòa sẽ giải đáp để cho anh Sư Đu cùng với quý vị được biết những cái câu chuyện Phật pháp nhiệm màu tại đây. Vâng, kính thưa quý vị, thì Châu Phú không để vị chờ lâu nữa, Châu Phú mời vị đồng hành cùng Châu Phú nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chào anh Thanh Hòa, anh Thiện Nghĩa, chào sư huynh Sư Đu, chào chú Ba, chào anh Căng nha. Thì hôm nay em đi tới ngọn núi Ông Két này, em thấy cái cảnh đẹp mà có chú chim ô này nè, có chim đại bàng nè, có cổng ở trên lưng là sắc lệnh Bửu Sơn Kỳ Hương nữa. Thì đặc biệt ở trên đá có ngâm, có những cái chữ mà khắc ở trên đá nè anh. Chữ này chắc của Ngài Cử Đa, thì em nhờ anh Nghĩa sẽ ngâm lại. Ngài Cử Đa muốn viết về cái ý gì, nhờ anh Hòa sẽ giải đáp. Và Nam Mô A Di Đà Phật, em mời anh ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì trong đây có rất nhiều câu nhưng mà thời gian cũng giới hạn, cho nên chỉ đọc hai câu để nhà Thanh Hòa chia sẻ. Hết luôn anh. Hết luôn ha. Hết luôn rồi, anh Hòa giải hai câu thôi. Hai câu rồi hả? Đứng xa ra chút. Rồi, quay cái chữ rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Chim ô đà dừa lại hiểu là
Đức Ngọc Thanh Chơn Nhân Cử Đa. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, quá tuyệt vời chú Huynh ơi. Rồi bây giờ xin mời đồng đạo Thanh Hòa sẽ chia sẻ hai câu đầu. Ý Đức Ngọc Thanh Thiên Trưởng muốn nói điều gì đây? Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị cùng tất cả chư đồng đạo kính mến, thì thưa quý vị, đối với tất cả chúng ta hầu như ai cũng đã biết rằng giáo lý Phật giáo Hoàn Hảo được Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy kính yêu của chúng ta đã dung nhiếp cả tam giáo Phật Thánh Tiên và chia sẻ rất là nhiều điều trong cái giáo lý, mượn nhiều điển tích, mượn nhiều cái tích truyện lịch sử để chỉ bày cho tất cả nhân loại chúng sanh biết rằng là người xưa đã trở gót. Và đặc biệt nhất thì hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu với vị mình hai câu. Hai câu trên là của Đức Thầy và sáu câu dưới là của Đức Cử Đà. Chim ô đà giữa cầu ngân, người xưa chở gót mấy lần ai hay. Như vậy thì khi mà nhắc đến hai câu này, chúng ta liền liên tưởng đến một cái điều là Đức Thầy của chúng ta muốn nhắc nhở cho nhân sanh biết rằng liên quan đến điển tích, là liên quan đến các chư Phật, chư Bồ Tát, là Đức Phật Thầy cũng như Đức Thầy của chúng ta có sắc lệnh sứ mạng như thế nào đây. Thưa chú quý vị, thì bây giờ chúng tôi mới liên tưởng đến là Đức Thầy muốn nhắc lại thêm hai cái câu nữa là nó mới gắn kết với hai câu này. Đức Thầy cho biết là nay dương trần gặp buổi mưa ngâu, phải sớm hứng giọt sương đông hạ. Như vậy thì nay là chỉ cho cái bối cảnh hiện tại, dương trần là chỉ chung cho tất cả nhân loại chúng sanh. Gặp buổi mưa ngưu tức là chỉ cho cái giọt mưa trùng phùng, cái đám mưa của ngưu lang và chức nữ. Nói cho gọn cho mau vì không có thời gian đó anh Nghĩa. Tức là ngày xưa ngưu lang và chức nữ là một cái vị, hai vị này ở trên trời, là vị tiên ở trên trời giao nhiệm vụ. Vua trời giao nhiệm vụ cho hai vị này, nhưng mà làm không có hoàn thành. Cứ là yêu thương nhau, cho nên vua trời thấy vậy mới bắt phạt. Mới bắt phạt mỗi người một nơi cho thật xa. Mỗi người là làm một nhiệm vụ. Như vậy thì cách xa nhau, không cho gần nhau nữa. Nhưng mà duy nhất chỉ có một năm mới cho gặp một lần mà thôi anh Nghĩa. Tức là vào ngày mùng 7 tháng 7 là cái đêm thất tịch, một năm mới cho ngưu lang và chức nữ gặp nhau một lần, và gặp nhau tại nơi cái cây cầu Ô Thước, cái cầu Ngân Hà, có cái chim Ô Thước. Như vậy thì gọi là chim này là một năm mới có một lần, và những cái con chim Ô Thước này là những cái gọi loại quả đen đó, cắn đuôi, nối đuôi nhau bắt thành một cái nhịp cầu để cho hai người, để cho ngưu lang và chức nữ gặp nhau trùng phùng nhau trong cái giai đoạn đó, vào ngày tháng năm đó. Quá tuyệt vời đó. Cho nên đây là một cái loại chim để tạo cái nhịp cầu cho ngưu lang và chức nữ. Hôm nay Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy của chúng ta muốn nhắc lại cái điển tích này, có nghĩa là giữa mình và thầy có một cái nhân duyên hết sức là to lớn, hết sức là quý báu. Mà hôm nay được Đức Thầy của chúng ta trở lại đây, được một cái nhịp cầu, đó là coi như là chim ô, là tượng trưng cho một cái con chim nhân duyên, tạo một cái sắc lệnh, cái sứ mạng đem đến cho quần sanh, cho tín đồ là ám chỉ cho phái hệ Bửu Sơn Kỳ Hương, tức là sắc lệnh của Đức Phật Thầy Tây An truyền thừa dài cho đến Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo. Thì như vậy đó là Đức Thầy của chúng ta báo hiệu là duyên lành rõ được hùng điên, chẳng qua kiếp trước mới thiện duyên hữu phần. Chính vì thế mà hôm nay xin long trọng báo tin toàn thể tất cả nhân loại cũng như tất cả quý vị khán giả biết rằng người xưa chở gót
là ám chỉ cho Đức Phật Thầy là người xưa đã trở lại, mà Đức Phật Thầy của chúng ta cũng là tiền thân của Đức Thầy của chúng ta. Đức Thầy của chúng ta là tiền thân của Đức Phật Thầy. Và những câu phía dưới là của Đức Ngọc Thanh, tức là Đức Ngài Cử Đa. Sao bằng giữ dạ sạch trong, bán vàng chiếm đặng bướm ong xá gì, đem mình về chốn Linh Kỳ, áo cơm khỏi tốn, phước thì mẹ cha, hắc y đổi lại cà sa cải tên, đặt lại hiệu là Ngọc Thanh. Như vậy thì ông Cử Đa là người quê ở Quy Nhơn, Bình Định. Sau khi mà coi như đó là thời kỳ giai đoạn bị thất trận, ông mới là một cái vị mà gọi là văn võ song toàn, lui trở về miền Nam để ẩn dạch trong cái vùng Thất Sơn này, nhưng mà bị người Pháp là săn lùng tìm kiếm, bại lộ. Sau cùng ông đã về Phú Quốc, và sau cùng ông trở về núi Tà Lơn tu hành đắc đạo, thành cái quả vị tiên trưởng gọi là Ngọc Thanh. Ngọc Thanh là hiệu ai mà dám tranh. Ngày ra chơi chúng rừng xanh, tối về kinh kệ cưỡi canh mặt người, xuống trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào mặn vuông tròn chẳng xong. Như vậy thì ở đây Đức Phật Thầy của chúng ta cũng như Đức Cử Đa và Đức Quỳnh Giáo Chủ đều là những vị có cái sự liên quan mật thiết để cùng nhau xuống thế để phổ truyền chánh pháp của Đức Như Lai và phổ độ chúng sanh trong cái thời kỳ hôm nay. Các ngày này các vị này gọi chung là người xưa. Người xưa đã trở gót mấy lần, tức là nhiều lần. Mấy lần là từ lúc Đức Phật Thầy Tây An dài cho đến Đức Bổn Sư, Đức Phật Trùm, Đức Sư Giải Bán Khoai, dài cho đến Đức Quỳnh Giáo Chủ, còn gọi là mấy lần. Và lần này là lần sau cùng. Đức Thầy long trọng báo tin là lần thứ chót để gọi lời kêu thúc. Thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng, chừng ơn trên ban được lục thông, Thầy mới được tầy đồng dù thiết. Cho nên Đức Thầy của chúng ta nhắc lại cái chuyện tích chim ô thước và chuyện ngưu lan chức nữ nhằm để long trọng báo tin cho mình hiểu một cách cụ thể, thực tế, dễ hiểu hơn. Đó là cái nhịp cầu nhân duyên giữa chúng sanh và Phật, giữa tín đồ và Đức Thầy có một cái liên quan mật thiết gần gũi thực tiễn với nhau. Cho nên Đức Thầy của chúng ta từ ở Tây Phương Cực Lạc để mà dâng cái sắc lệnh, để mà giáo hóa chúng sanh trong cái thời kỳ hạ nguyên mạt pháp này. Do vậy mà hôm nay thì tất cả chúng ta, tại sao Đức Thầy không có ở xuất hiện ở nước nào hết anh Nghĩa? Đúng không? Trên cả năm châu thế giới này mấy trăm nước mà chọn đất nước Việt Nam, nước Nam Việt nhằm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiền tại thế? Cho nên mình đã có cái duyên với Đức Thầy, và Đức Thầy cũng đã xác định mình là con cả luôn anh Nghĩa. Dạy con cả nào đâu than cực, tiếng làm thầy phải nặng đôi vai, và chịu chuyện cao siêu Phật pháp còn dài, khó gặp chữ không không mà có. Thì hôm nay giới thiệu với quý vị mình cái điển tích sơ lược thôi, chứ không có chi tiết dài dòng mất thời gian, mà là đó là một cái xác lệnh Bửu Sơn Kỳ Hương và gắn liền với điển tích chim ô thước, tạo một cái nhịp cầu nhân duyên, cái nhịp cầu đạo pháp, cái nhịp cầu cho tớ thầy gặp nhau và Phật và chúng sanh được gặp nhau, được trùng phùng để xuyển dương chánh pháp, để mở hội long qua, để truyền thừa dài dài cho đến sau này, cho đến thời kỳ mà được thượng ơn hồi phục là ngàn cư. Ồ, hay quá, tuyệt vời quá. Kế tiếp thì anh Nghĩa sẽ nói tiếng Anh cùng với anh Sulu. Tóm gọn lại. Mr. Châu Phú want to ask you, and when you come here, what do you think about the Buddha? Okay, do you see him look like in India? Yes. It is same like Kushinagar. You know Kushinagar? I know. Borodov Chang far from Bacham Kiso. Kushinagar, where is Dai Buddha? So that is same picture. Right? Ông này, ông đến đây, ông thấy rất là thiêng liêng. Và đặc biệt rất là giống như cái nơi mà Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kushinaga. Là cái nơi rất là nổi tiếng, đánh dấu một cái vị Phật đã nhập Niết Bàn tại đó. Và ông ta rất là xúc động khi mà đến đây. So I feel this Buddha same become like Kushinaga here. Yeah, picture of same Kushinaga. Do you want to come again here?
Sure, I will come. I will call you. Now we are friends on Facebook. So all the time we are chatting together. Ông sẵn sàng, ông sẽ là một cái đường dây liên kết để chúng ta sẽ gặp nhau và gắn bó nhiều hơn. I welcome everyone who want to come with now. India. You and Master, everyone who want to come India again, or your group, anytime, just let me know. I will take you anywhere. All of Buddhist tourism here also Kusinagar important. Okay. Nếu các bạn Nepal, Kusinagar, nơi Đức Phật nhà Niết Bàn, Nepal, anywhere, all of Buddhist place, doesn't matter. Ông ta sẵn sàng giúp đỡ mình và đi bất cứ nơi nào ông ta sẽ giúp cho mình đi để thực hiện chuyến đi hoàn thiện tốt đẹp để viếng thăm đất nước thị hoàng của Ấn Độ. Rồi, vâng, thì hy vọng rằng sắp tới đây huynh đệ anh em của chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trở về quê hương của xứ Ấn Độ để được viếng cảnh và nhắc lại những cái tích của Đức Phật, những cái lời dạy của Đức Phật và cùng nhau hành trì, cùng nhau tu tập để tiến hóa trên bờ viên mãn giải thoát. He hope that in the future Vietnam and India will be friend and me and you and him to be friend to help people around poor in India. Okay. Kính thưa quý vị, thì có một điều rất là đặc biệt và ngạc nhiên quý vị. Hôm nay thì Nghĩa cũng biết thêm một điều là Sulu cũng làm công việc từ thiện rất là nhiều tại Ấn Độ, và hiện nay anh đã mở một cái trường học dạy khoảng 70 học sinh từ lớp thấp nhất cho đến lớp cao nhất, và anh ta đã phục vụ rất là tận tình, coi như là giúp đỡ cho từ tiểu học cho đến là lớp trung học, và anh ta mài miệt để mà hy vọng làm sao để có tiền để nuôi giúp cho những học sinh đó biết chữ, biết tiếng Anh và sẽ có kiến thức ngoài đời. Bởi vì ở bên đó là nghe Sulu nói rất là nghèo khổ, và thậm chí nước mà cũng là thiếu uống nữa, cho nên nó là rất là cần nước. Mặc dù gạo thì cũng rất cần, nhưng mà anh nói là nước là cần hơn nữa. Cho nên anh cũng rất là muốn cái đoàn chúng ta có dịp qua đó để có thể giúp làm một cái giếng nước. Thì trị giá một cái giếng nước là khoảng 6 triệu, thì giúp cho cả một cái làng đó uống, và rất là vui. Ông ta rất là cầu mong làm sao mình đến đó để ông ta sẽ dẫn đi và giúp được một người nghèo như vậy, thì ông ta cảm thấy sung sướng nhất trong đời của ta. Ông có nói phát biểu như mình vậy đó. Rất là trân trọng và cảm ơn anh rất nhiều đã có tấm lòng thương nghĩ đến những người nghèo xung quanh. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nếu có dịp thì chúng ta cùng đến Ấn Độ, và Sulu sẽ là người hướng dẫn chúng ta đến những cái làng mạc nghèo nhất ở Ấn Độ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, thì kính thưa quý vị, trong những video mà Châu Phú thấy đó quý vị, bên Ấn Độ bà con còn khổ lắm. Khi mà mình phát một cái bọc gạo hay bọc quà đó, ta đội trên đầu mà ta múa, ta nhảy mừng lắm. Thì được biết thì bên đó thì hiện giờ cũng rất là thiếu những cái nguồn nước. Thì hy vọng là nếu mà có dịp, Châu Phú cùng với anh Thanh Hòa, anh Thiện Nghĩa sẽ đi qua đất nước Ấn Độ để được anh Sudu dẫn đi thăm bà con nghèo quý vị, và phát những cái phần quà từ thiện cho bà con tại đó, cùng với những cái giếng nước mà bà con đang rất cần. Thì qua cái đoạn video này, Châu Phú xin chân thành cảm ơn ba anh đã đồng hành cùng với Châu Phú từ hồi sáng tới giờ. Chúc ba anh có nhiều sức khỏe và tinh tấn tu hành đến ngày gặp Phật nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào tất cả quý vị. Và cuối cùng thì mình xin chân thành cảm ơn anh Sulu. Cảm ơn. Và tất cả chúng ta đều có những cái bổn phận. Bổn phận mặc dù là ở hai nước xa xăm, nhưng mà dầu xa hay gần, dầu bất cứ nơi nào, thì chúng ta vẫn luôn luôn nhớ cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình để lo cho nhân sinh, cho xã hội, cho đồng bào. Và khi bỏ cái xác này, mình có cái khác mà Phật Bồ Tát dành sẵn. Nam Mô A Di Đà Phật. Okay, he said that we are very happy. We are over some people very poor. So now we have responsible to help them to overcome the problem. Vietnam, India, and anywhere, if we see the poor people, we can do that. That's the good one. Yeah. Okay. Bởi vì mới vừa nghe qua là anh Sulu ở bên kia cũng rất là hâm mộ anh Sulu là làm từ thiện, rồi dạy học, rồi giúp xã hội, giúp bà con. Phải nói là rất là tán thán cái tinh thần của Sulu. Mr. Hua said that he know that in India, he helped many people when the COVID happened. He Vietnamese Hòa Hảo built some give some gift for him, and he go around and help the poor a lot. And in the COVID,
He go day and day time and night time to help them. He love Vietnam so much. Linh Thu, Kết Thu, Koh Lam, around the Buddhist place. We go early morning and also take permission from the police. You have to go in and they are not letting go. Okay. And we share the food. À, ông nói là trong cái mùa Covid thì ông lén lút, ông đi giống như ở Việt Nam đó, ông lén lút trốn. Vietnam people and giúp xã hội. Giúp xã hội. Vietnamese people that time, when it was COVID-19, people Vietnam and Canada, US, me, support me to charity India. This time is very difficult. Ông nói là ông rất là cảm ơn người Việt Nam, người Canada và một số nước đã gửi tiền về cho ông. Và tin tưởng ông sẽ đi là các nơi để mà giúp đỡ, làm từ thiện cho người nghèo. Because đó là niềm hạnh coronavirus is so dangerous. Nobody go work outside, just stay home. You know? Yeah. It, COVID-19, very dangerous. Nobody go home, lockdown. How they eat? Not work. So I talk many friends, I send message, they are no. What is the problem right now? And see the television, so everyone know now everybody is stay home, India, when coronavirus coming. So it is difficult for them how to eat. So I talking everyone, my friends, someone, they are ready to help me and I okay, manage. Ông nói là ở bên đó cũng giống như Việt Nam, vì trong thời điểm mà cao điểm nhất á, thì mọi người cũng đóng cửa, rồi đường xá bị chặn ngăn. Rồi người ta đói khát, rồi người ta rất là có chết chóc. Nhưng mà ổng cũng can đảm, ổng đi gõ từng nhà, ổng lén lút, ổng trốn, ổng tránh, ổng đem quà đến. Ổng giúp cho người ta qua cái cơn dịch đó. Hay quá rất ha. Rất là nhiều. Quá tuyệt vời. Tán thán cho tinh thần anh ha. Wonderful, quý vị ơi. Tuyệt vời quá. Tuyệt vời. Vâng, và kính thưa quý vị, video thì cũng đã dài. Châu Phú cũng xin kính chúc toàn thể vị và các bạn lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe, vạn sự bình an, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Đừng quên theo dõi các kênh YouTube để trực tiếp những cái câu chuyện hay, những câu chuyện Phật pháp rất là tuyệt vời cùng với thăm bà con nghèo và cúng dường tu sĩ nha vị. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Rất là mong quý vị sẽ cùng đồng hành với Phước Nghiêm nè, Châu Phú là Thanh Hòa sẽ cùng đồng hành với một đồng đạo chúng ta sẽ qua Ấn Độ nghe, làm một việc từ thiện nghe quý vị. Yeah. Rất là mong quý vị cùng đồng hành. Nam Mô A Di Đà Phật.